Chào các bạn, trong clip này tôi ngồi nói chuyện với các bạn về văn khấn. Sau khi đưa cái bài văn khấn rằm tháng 7 lên thì có rất nhiều bạn phản hồi và mong muốn tôi làm thêm về văn khấn này, về văn khấn kia, về văn khấn gia tiên rồi các kiểu. Thì và cũng đúng tối hôm qua thì đúng nửa đêm tôi bị hacker phá cái trang YouTube của mình. Họ vào, họ up lung tung đủ thứ lên để cho kênh của tôi bị vi phạm bản quyền, và họ đã kịp xóa email này, xóa số điện thoại này. Và tôi cũng thấy là có lẽ là mục đích chính họ là chiếm kênh chứ không phải xóa kênh. Tuy nhiên thì tôi thấy một điều là cái kênh của mình mới có 3.000 lượt follow thì nó quá nhỏ để người khác quan tâm, nên là tôi nghĩ là thường là cái người chống phá thường là cái đối tượng đặc biệt hơn. Nhưng mà thôi, tôi nói về chủ đề văn khấn thì như tôi có nói rồi, các cái quyển văn khấn trên thị trường này là họ không quan tâm đến đối tượng gửi văn khấn là đọc cho ai, và họ không quan tâm đến cái nội dung có phù hợp hay không. Đó là lý do tôi có lần là tôi đi làm mộ cho khách hàng thì người ta chỉ thuê mình đến là đo thọ hướng và đo trường khí thôi, còn tất cả những cái khác họ thuê thầy khác. Và tôi cũng có nói cái câu chuyện là cái ông thầy đấy, không phải hôm đấy là bà thì cũng là bà mang cái văn khấn động thổ ra để đọc cho cái cái lễ nhập mộ ở ngoài nghĩa trang. Người nhà không ai để ý đâu, họ cứ xì xụp vá, nhưng mà tôi đứng gần thì tôi nhìn thấy cái họ dở cái bài động thổ ra, tôi đọc tôi thấy ngao ngán hết. Họ không hề làm có tâm, không hề có tâm. Và cái nội dung những cái văn khấn này cũng thế, nếu các bạn chịu khó để ý đọc kỹ, các bạn sẽ thấy là nội dung không hề liên quan, không liên quan. Giống tôi đọc lần trước, các bạn thấy rằm tháng 7 nhưng mà lại cầu cho mình bình an khỏe mạnh, cầu suốt năm quanh năm ngày tháng, rồi đến lúc là khấn cho gia tiên siêu độ, cầu siêu cho gia tiên thì vẫn là cúng để xin cho mình khỏe mạnh, nó không giải quyết được vấn đề gì cả. Và chính vì lý do đấy thì tôi cũng mới nghĩ đến là việc mình sẽ làm cho các bạn một cuốn văn khấn nó thực sự tử tế, thực sự có tâm và khấn đúng việc, tức là cái nội dung mình cần là gì thì nó đúng cái nội dung, đúng trọng tâm. Để tức là giống các bạn đi viết đơn xin ấy, thì các bạn viết thế nào người ta xin, người ta thấy à cho được, đúng không? Giống mình đi xin vaccine thì phải viết làm sao người ta thấy cho. Hoặc là tôi cũng nói thẳng là Covid này tôi khó khăn, tôi không có tiền, thế là tôi muốn mua phần mềm của nước ngoài, tôi gửi email, tôi bảo là tôi rất muốn mua cái phần mềm này. Nói thẳng luôn, tôi rất muốn mua, nhưng vì Covid, nói thẳng luôn mà, vì Covid tôi chỉ có ngần này tiền. Tức là mình không xin miễn phí, mình chỉ bảo là giảm cho tôi 30% thì tôi mua, thì tôi đủ khả năng tôi mua. Thế là bên Mỹ, mấy cái nơi bán phần mềm bên Mỹ họ cũng rất sòng phẳng, họ gửi cho tôi cái đường link, họ bảo là đây cái đường link này giảm 30% nhưng mà tuyệt đối không gửi cho người khác, tại vì họ chỉ tạo riêng cho mình thôi, và bao giờ mình đăng ký mua xong thì báo lại để họ xóa cái đường link đấy đi. Thì những cái bài văn khấn của bạn cũng phải như vậy, mình xin đúng nơi. Đây này, tự nhiên tôi vô tình tôi giờ đúng cái chỗ cúng dỗ bà đã chết thì gọi là tổ tỷ, có cần thiết không? Không cần thiết, mình gọi bà văn khấn xin cho bà mình về thì cứ gọi là bà gì, bà đọc họ tên ra. Bình thường mình gọi bà mình là bà, chứ bây giờ đến lúc bà mất đi mình gọi bà là tổ tỷ. Xong ông mất thì tăng tổ khảo, nó không giải quyết được. Tức là chúng ta máy móc về những cái ngôn từ của ông Trung Quốc quá. Hoặc là đây nhá các bạn nhá, tôi cũng đang định nói về cái chủ đề bà mụ, thì cái kiến thức ở trong các cái tài liệu của chúng ta đều
tất cả đều nói là 12 và mụ 12 vị tiên đương, nhưng khi tôi nghiên cứu kỹ lại thì cái thuyết 12 bà mụ này xuất phát từ đúng một người nói, và sau đấy các sách nó chép theo. Trong khi đó trong dân gian có thuyết 12 bà mụ, 13 bà mụ, 24 bà mụ. Và vậy thì bao nhiêu bà mụ mới đủ? Thực tế chúng ta chỉ cần một bà mụ hay là phải đọc tận 12 bà mụ này? Thì lại quay lại cái câu chuyện mà tôi đã làm cái test cái gương đồng, gương đồng của Trung Quỳ trừ tà ma chiêu tài và gương đồng của Hương Đạo Trần Đại Vương. Qua cái test đấy các bạn thấy có hiểu một vấn đề là cái người mà linh thiêng hơn, linh ứng hơn là thứ nhất về thời gian này, thứ hai về truyền thuyết này, thứ hai ba là trong thờ cúng thực tế có chuẩn xác hay không này, và người ta có được sắc phong hay không. Cái sắc phong rất quan trọng nhé. Qua các triều đại vua được sắc phong, giống kiểu phong thần, trong phong thần diễn nghĩa ấy các bạn, đã được phong thần, được vua sắc phong thì là giá trị được nâng cao, gọi là được nâng lên tầm chính thống, đúng không? Từ dân thường được thành chính thống, hoặc là giống kiểu bên nước Anh là dân thường mà được sắc phong thành hiệp sĩ, hiệp tước gì đấy, là một cái chức danh rất cao quý. Thì ở dân gian chúng ta thì một vị thần, một vị thánh có thể dân gian tôn xưng lên, nhưng vấn đề là vua chúa có sắc phong hay không. Có sắc phong là cái tầm người ta lên một tầm cao rất là lớn, tức là trong đời thực đã được vua sắc phong rồi nhé. Trong các cây cõi tâm linh người ta lại được sắc phong rồi, dân gian thờ cúng, mà thờ cúng lại phải thờ cúng đúng cơ. Cái câu chuyện thờ cúng đúng nó rất quan trọng, vì nếu mà thờ cúng sai thì nó không có giá trị gì cả. Giống như chúng ta mà thờ mà không biết, chúng ta không, các bạn không có máy móc mà để đo thì sẽ không biết là bạn thờ mình có linh hay không, ra tiên về được hay không. Đó là lý do tại sao tôi cứ nói rất nhiều đến công cụ, vì khi các bạn có công cụ, các bạn đo, các bạn biết được à, ra tiên tôi thắp hương lên, ra tiên tôi về được, ok, mình mừng quá vì ra tiên mình về được. Còn nếu không thì các bạn không biết được, xong thầy nào đến dọa phát là bạn lại sợ. Nhưng mà khi bạn đo bằng máy rồi thì không thầy nào dám nói với bạn là về được hay không về nữa. Đấy là sự khác biệt. Trước đây tôi đi học bên đạo gia, tôi được dạy rất nhiều. Tuy nhiên là tôi không nói những cái gì mình học được là đúng hay là sai, vì tôi học rất nhiều thầy. Mình không thể nói đúng hay không, mình nói là sai, mình phải dựa vào trải nghiệm, dựa vào cái máy móc mình đo để mình kiểm chứng. Và ngay cả khi làm cái văn khấn, tôi mua tất cả những cái văn khấn trên thị trường, giống như Việt Nam người ta đang bán ở đình chùa như thế nào thì những cái văn khấn đang bán ở đình, các cái đình đền Trung Quốc như thế nào, là tôi lấy hết về. Tôi bảo bạn bè tôi đi đến tất cả những cái nơi đi gom lại gửi về cho tôi, và rất may được Covid thì họ vẫn gửi về đây được. Đấy là những cái văn khấn đang có ngoài thị trường. Cái này là chỗ này là mấy hơn 100, và họ đang gửi về tiếp. Là tổng tôi sưu tầm được những cái văn khấn ở các cái đình đền thực tế là 600 bản, và khoảng cuối tháng này là về 600 bản. Ngoài ra còn rất nhiều những cái tài liệu mà tôi còn chưa mở ra này cơ. Tôi mua về cả tháng trước tôi chưa mở ra. Cái này về quái vật nha các bạn, yêu ma quỷ quái, tinh, những cái về yêu tinh có hết, thần tiên này, quỷ này, thần này, tiên này, quỷ này, yêu ở trên nhà, tôi đang xem yêu tinh, quỷ quái, tất cả các thể loại. Mình sẽ phải ngồi mình lọc, tôi sẽ phải lọc ra cho các bạn. Và dựa theo những cái tài liệu đạo giáo mà tôi đã nghiên cứu, tôi đã xem đấy, tôi phải kiểu thống kê lại tất cả những cái nhân vật đã từng xuất hiện trong dân gian, đã từng xuất hiện trong đình đền, có ở trong những cái văn khấn, phải thống kê hết ra. Và xong sau đấy là xem là thực tế trong cuộc sống chúng ta cần những cái văn khấn nào,
thông dụng nhất. Tôi không biết những cái cuốn kia viết thế nào, nhưng mà tôi áng chừng sẽ viết cho các bạn khoảng 50 đến 100 cái bài văn khấn thông dụng nhất mà có thể sử dụng được ở Việt Nam. Nên là tôi phải nghiên cứu cả cái đạo mẫu, tôi phải nghiên cứu cả đạo mẫu nữa, phải tìm lại những người được sắc phong xong những cái đình đền mà mình đã đi qua, mình đã vào đo thì có linh thiêng, có linh ứng hay không. Vì có rất nhiều cái đền gọi là ở trên Hòa Bình ấy, tôi cách đây 16 năm thì tôi lên với đoàn của Viện Tiềm Năng, hồi đấy thì là đang là trung tâm. Hình như là Lương Sơn Đạo Quán. Thì lên thì lúc đấy là họ đang quá trình xây dựng. Bây giờ xong chưa thì tôi chưa lên lại. Nhưng mà trong cái quá trình xây dựng thì khi tiếp xúc với cái người mà được gọi là phụ trách về tâm linh ở cái, hình như nhá, tôi phải kiểm tra lại và tôi viết trong sách Lương Sơn Đạo Quán, thì họ bảo là những cái danh mục và những cái vị thần tiên thờ cúng ở đây này là buổi tối các bạn, buổi sáng ban ngày định đi làm gì thì buổi tối có người dán xuống. Ở Việt Nam có một cái trò rất là vui là khi người ta làm cái gì không chắc chắn và để hù dọa người khác thì người ta dùng một cái từ dán, và có nghĩa là người ta dán xuống là người ta là đúng, không ai dám nói gì nữa. Nhưng mà khi các bạn xem những cái cấp bậc thờ cúng ở Lương Sơn Đạo Quán đó thì thực sự không chính xác, vì có những cái chức quan nó rất nhỏ. Ví dụ như tôi nói là Táo Quân chỉ là một cái vị thần rất nhỏ ở xó bếp. Văn hóa Việt Nam chúng ta thổi phồng lên, tại vì năm nào Táo Quân lên trời xong tự nhiên là thành chương trình truyền hình thì các bạn cứ nghĩ là ông ấy là ông to, nhưng thực ra là ông là ông Táo, ông là một chức quan thấp nhất, nhỏ nhất ở dưới bếp. Mà tôi còn nói thẳng với các bạn là không cần thờ, không sao cả. Thì tại sao tôi nhắc đến ông Táo, thì khi tôi đi thì tôi chụp lại hết mà. Tôi chụp lại hết thì tôi dở cái ảnh ra, tôi kiểu hôm qua tôi dở ảnh sau khi tôi chữa lại cái kênh YouTube của mình đến 2 giờ đêm thì tôi mất ngủ. Nó hack loạn lên thì tôi mất ngủ, thì không ngủ nữa thì thôi, tôi ngồi tôi lôi ảnh chụp bao nhiêu năm về trước của mình trong máy ra, tôi soi thì tôi soi cái đống ảnh thì tự nhiên tôi thấy ở cái đạo quán ấy người ta đưa Táo Quân lên hàng thứ ba các bạn, đưa hàng thứ ba là cao hơn rất nhiều những cái vị thần thánh khác, trong khi đúng ra là ông cấp thấp nhất. Nên là tôi mới nghĩ lại cái câu chuyện kể của, tại vì từ hồi đấy là tôi đi thì tôi cũng chỉ chụp thôi chứ tôi chưa quan tâm đến các cái chức vụ cao thấp đâu, tại vì mình không để vào đầu, với cả đi cùng đoàn mọi người đi ào thì mình phải đi theo chứ mình không thể đứng lững thững đi được. Nên là tôi chỉ đi tôi chụp lại để làm cái chứng cớ sau này thôi. Thì cũng rất may là những cái ảnh thời đấy vẫn còn. Thì ông Táo họ đưa lên hàng thứ ba cao, rất là cao. Nên là việc mà nửa đêm mà người khác dán vào đầu họ để hôm sau họ làm việc với chủ đầu tư ấy, thì chỉ là cái giả tưởng trong suy nghĩ của họ thôi chứ không chính xác. Còn thôi, thì đấy là việc thờ cúng trong dân gian thế nào, thì tôi nói để các bạn hình dung thêm thế thôi. Để khi chúng ta đi đình, đi đền, chúng ta biết là cũng không nhất thiết phải, ví dụ có 1.000 ông đấy mình phải đi đến 1.000 nơi để thắp hương, không cần thiết đâu các bạn. Các bạn đứng ở đúng, nếu mà không muốn các bạn vào đúng chính giữa thắp hương các bạn khẩn. Hoặc là ở cái đình đền này có một ông nào đặc biệt bạn muốn đến, bạn thắp hương đúng cho ông ý rồi bạn đi, không sao hết cả. Nếu là chuyện bình thường, mình thích ông nào thì mình cứ đến thắp hương cho ông đấy, chuyện bình thường.
bạn chỉ thích ông thần tài, bạn không có con, bạn chỉ muốn cầu bà mụ, hoặc là bạn muốn trừ tà ma vào nè, có vong theo, không muốn dùng đồ phong thủy chẳng hạn, ví dụ thế, bạn muốn vị nào đi theo bảo hộ bạn, hoặc là loại ma tà nó đi, thì các bạn đến đúng cái vị trí đấy, bạn xin bạn Phật, kiểu như vậy. Ở đây tôi đang mới lọc trong cái danh mục cái đợt các bạn học của tôi ở bên nước ngoài rồi về, thì có sinh cơ cải vận, ngũ lộ thần tài, trừ tà ma, học hành tâm phúc, an thần, hô thần nhập tượng, bỏ bát hương, hình nhân thế mạng, trả nợ cõi âm, tạ tổ thổ, tạ thành hoàng, quý nhân phù trợ, cầu tài, mở tài khố, hóa giải thái tuế, an thái tuế, tạ thái tuế, hôn nhân hòa hợp, chạm đào hoa, chiêu đào hoa, trẻ khóc đêm, cầu tử cầu con, nói chung rất nhiều các bạn. Có lẽ tôi sẽ làm cho các bạn nhiều hơn, tôi định bảo 50, 100, riêng chỗ này có khi được 100 rồi. Mà theo như thống kê mà mấy người bạn tôi gửi về thì sẽ là khoảng 600 cái tờ này. Nên có thể tôi sẽ làm cho các bạn nhiều hơn. Tuy nhiên là làm nhiều hơn thì mất công hơn thôi. Tại vì giống như cái văn khấn siêu độ cho gia tiên nhà mình ấy, thì không phải là tôi viết cho các bạn không như những cái cuốn sách này đâu, tôi viết ra văn khấn này đâu. Vì trong cuốn sách tôi sẽ viết cho các bạn rõ là trong cõi âm ông nào mạnh nhất, ông nào phụ trách cái gì, ở địa ngục ông nào phụ trách cái gì, ông nào mới là cho phép chúng ta vong linh nhà mình muốn ra khỏi cõi âm là phải xin ông nào, lên trần rồi thì ông nào cho phép. Tức là tôi phải viết hết để các bạn hiểu, và sau đấy các bạn đọc thì các bạn yên tâm, à mình đọc rất đúng. Thậm chí là các bạn có thể dựa vào đấy các bạn mua đi phê thêm một ít vẫn đúng, vì các bạn biết là xin đúng đấy, thầy Linh hướng dẫn là đọc ông này có chức vụ như thế này, mình xin đúng những ông này theo mẫu của thầy Linh, hoặc là muốn xin thêm một vài ông nữa cũng được. Chỉ tức là mình có cái lý thuyết, có cái nền tảng để mình xin. Đấy, trong này cũng có siêu độ, cầu siêu, phóng sinh rồi các kiểu, nói chung có hết, nhưng mà tôi vẫn phải nghiên cứu lại. Tôi có cái cúng xe này các bạn. Nhà sách thì đặt tôi mấy năm nay tôi không biết, nhưng mà khi tôi nhìn thấy khi nhìn thấy các cái cuốn khác viết nó linh tinh quá là một, hai là ngay cả trong cái khu tôi ở này này, tôi thấy cũng rất buồn cười là bên Vin thì cứ xong những cái tòa nhà này họ mời rất nhiều sư thầy đến làm lễ gọi là hoàn thành cái tòa nhà vào một cái ngày nào đấy mà tất cả các sư thầy đồng loạt đến đặt, thì tất nhiên họ mời sư thầy rồi, chứ các thầy cúng thì không đủ tuổi đâu. Tôi nói không đủ tuổi thì các thầy cúng dân gian cũng đừng tự ái. Tại vì cách đây 2 hôm tôi thử, tôi có nói với các bạn là không bao giờ tôi vào các diễn đàn vì toàn vào chỉ bới nhau. Thì đúng hôm 2 hôm trước tôi vào thử một diễn đàn thầy cúng thì cũng đúng như thế. Vào ai mà đưa lên cái gì thì các thầy nhảy vào nhau chửi loạn đi. Nói chung là các thầy mà đã như thế thì làm sao không đủ tuổi mà đi khấn cho người khác được. Mình đi khấn mà mình lại cứ vào những cái diễn đàn đi chửi bới nhau ở Mỹ lên. Nên là người ta mời sư thầy là đúng rồi. Tuy nhiên là khi mời sư thầy thì các bạn phải hiểu là trong Phật giáo làm có gì, có cái bài văn bài kinh nào về khai trương, về động thổ đâu. Chắc thầy sẽ lấy bất kỳ một cái bài nào tùy từng chùa đọc, nên là nó sẽ cũng sẽ không hợp. Nên là nếu các bạn hoàn thành một công trình, tôi cũng sẽ làm cho các bạn tự đọc sẽ hiệu quả hơn bất cứ ông thầy nào. Các bạn không cần thầy, các bạn không cần tôi đâu, các bạn tự đọc sẽ rất linh ứng. Và linh ứng thì tôi đã hướng dẫn rồi, các bạn cầm tầm lòng của bạn đo, thế là chuẩn xác nhất, không ai dám phản bác này. Tôi cũng chả dám phản bác. Các bạn cầm mà quay lên thấy tâm long chỉ thẳng vào bát hương, các bạn quay, các bạn đưa cho tôi dám nói gì không? Quá thiêng rồi đúng không? Đo quá thiêng rồi, ai dám nói nữa. Thế nên là chúng ta phải có mọi thứ nó phải chuẩn chỉ lại.
Và khi tôi bắt đầu để ý đến những cái văn hóa tôn dân gian thì tôi thấy là các thầy dân gian là bao nhiêu năm qua mà họ không, tại sao là họ không muốn làm cái gì chuẩn chỉ cho người dân mà họ cứ làm lộn cùng phèo lên. Tất nhiên lộn cùng phèo lên thì họ dễ kiếm tiền hơn, nhưng mà tự nhiên là trong con mắt những người khoa học, đúng không, trong con mắt những người văn minh hiện đại thì người ta tự nhiên nghĩ là thầy cúng là những ông thầy gọi là ông phù thủy. Đó là lý do tại sao đạo giáo ở Việt Nam bị gọi là đạo phù thủy, và mặc dù là trong tín ngưỡng, trong văn hóa, trong dân gian vẫn ứng dụng, vẫn sử dụng rất nhiều, nhưng mà lại không ai chấp nhận. Ví dụ Phật giáo là được chấp nhận này, xin cấp phép được, các đạo hòa hảo chẳng hạn cũng xin được hoạt động chính thức, nhưng mà đạo giáo có được hoạt động chính thức ở Việt Nam đâu, không được hoạt động chính thức ở Việt Nam. Mà đã không hoạt động chính thức có nghĩa là chưa đủ tầm, tôi nói thẳng là chưa đủ tầm. Ngay cả cái chuyện mà các bạn đón một đứa bé đẻ con, đón con từ bệnh viện về nhà, từ nhà về quê chẳng hạn, thì các bạn khấn ai tôi cũng sẽ làm cho các bạn rất chuẩn chỉ, chứ không phải như dân gian là bôi cái khỏi son vào đầu rồi. Son thì nó có nhiễm độc, có phải các bạn biết cái son nào không có chì đâu, các bạn mua về cái son có chì các bạn bôi vào đầu đứa trẻ con thôi, tự nhiên phải tội nó không? Tự nhiên là mình mang cái âm khí đẩy vào cái đầu đứa trẻ nhỏ rất là nguy hiểm, trong khi dân gian người ta không biết gì cả. Nguồn gốc là người ta lấy cái chu sa, các bạn lấy chu sa, mà chu sa bản chất nó cũng không độc, nó cũng không lành tính đâu, nó rất độc, nó chỉ là có dương tính thôi, dương tính nhưng rất độc. Người ta chấm vào đầu đứa trẻ là để người ta tăng cái khí dương, bảo vệ tà ma. Nhưng mà sau thì dân gian thì người ta muốn tiện dụng hơn, tiện dụng hơn người ta dùng cái thỏi son, nhưng mà thỏi son nó vẫn độc, mà kể cả thỏi son nó không độc thì nó cũng không bảo vệ được đứa trẻ con. Đấy mới là vấn đề các bạn. Cái câu chuyện của tôi dùng dài một chút, cà phê dùng dài một chút, nhưng mà tôi sẽ chính thức tôi làm cho các bạn, là cố gắng trong năm nay tôi tập trung cái này, mặc dù là đây là cái chuyện phát sinh mới trong năm nay mà tôi biết là rất khó, vì tôi còn nợ những cái bạn học, tôi còn muốn trong năm nay hoàn thành nốt mấy khóa học cho những cái bạn học chuyên nghề để các bạn có thể xong đi hành nghề, nhưng mà đấy mà quay những cái clip cho các bạn ấy thì còn khó hơn quay những clip này. Những clip này thì tôi ngồi nói chuyện với các bạn được, nhưng mà những clip đấy mình phải mang tài liệu ra đọc rồi lại phải quay cho nó, làm sao các bạn ấy dễ hiểu nhất, nên là khó hơn rất nhiều. Mà khó cầu kỳ hơn thì tôi vẫn ngại hơn, mà mất công mất thời gian. Nhưng mà các bạn ấy có hiểu đâu, nhiều khi các bạn đang bị ngồi Covid ngồi nhà thì các bạn bảo thầy ơi đưa lên cho em học, có phải đưa lên dễ đâu. Bây giờ để có một bài học thì phải làm hàng trăm clip, mà hàng trăm clip là lại phải ngồi ngồi trước máy tính rồi nói rất là chuẩn mực các bạn. Nhưng mà tôi vẫn sẽ cố gắng tôi hoàn thành cho các bạn khóa học, nhưng mà tôi phải ưu tiên cái này đã, vì đây là cái nhu cầu thực sự của người dân, mà tôi thấy là các bạn đang phải đọc những cái bài văn khấn nó không không chuẩn mực, và tôi thấy nó rất buồn. Tất nhiên là bình thường tôi những cái bài văn khấn bình thường tôi khấn thì nó ngắn đơn giản hơn, các bạn thấy tôi khấn nó rất nhanh vì tôi đi thẳng vào nội dung. Ví dụ là con xin thái thượng lão quân cái gì thì tôi xin thẳng luôn, tôi là cứ thẳng tưng luôn vấn đề. Nhưng mà để cho các bạn thì nó cũng phải viết cho các bạn phải trau chuốt, phải hay hơn một chút, thì nó cũng phải dài hơn một chút, không lại bảo sao cụt lùn thế này à. Các bạn hồi bé các bạn đi xin tiền bố mẹ, các bạn chỉ mẹ ơi cho con tiền, mẹ ơi con đói cho con ăn, hoặc là đứa trẻ con nó khóc nó oa 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 cái thì mẹ phải tự đút ti vào mồm. Thì đấy tức là những cái gì mình xin nó phải thực tế thực dụng như thế, đúng không, chứ chúng ta lại rông dài đứa trẻ con làm sao nó nói rông dài mẹ ơi con đói cái thứ được, nó chỉ khóc ré lên là mẹ sợ quá đút ti vào mồm. Thì văn khấn cũng thế thôi. Chúng ta phải đi thẳng vào vấn đề. Tự nhiên tôi
ngồi đến cái văn khấn xin này, tôi mới nghĩ tôi xin mấy mấy bên bán phần mềm ở Mỹ, và mỗi nơi tôi cứ xin họ giảm 30%, giảm được rất nhiều. Mua 1.000 đô, họ giảm cho mình 300 đô, thế là cũng đỡ. Đang Covid khó khăn, tiết kiệm được một đống rồi. Đây, đây là cuốn này về chuyên về quỷ. Ở trên nhà có một cuốn quỷ. Nói chung là tôi, mình nói có sách mách có chứng, chứ không phải là lên mạng tìm mấy thông tin rồi. Các bạn cứ nghĩ là vào mạng gõ thì tra nó dễ, thì ra nhiều thông tin trên mạng nó không chính xác. Nhiều cái Google ra. Thực ra bây giờ thì tôi có một cái bất lợi là ngày xưa khi vẫn còn học ở Trung Quốc, tôi có cái tài khoản học sinh ấy, thì mình truy cập vào tất cả các dữ liệu của bên Trung Quốc. Những cái này người ta điện tử hết rồi, mình gõ vào ra, thích cái gì gõ ra luôn. Nhưng bây giờ tôi không học nữa rồi, bây giờ đi mượn bạn bè thì cũng ngại. Mượn tài khoản của người khác thì cũng ngại. Nhưng mà thôi, tôi sẽ... Đây, ví dụ đây là mục thần linh. Mục thần linh này thì người thấy dở những cuốn sách này là người ta chỉ cũng viết liệt kê ra, ví dụ có 100 ông thần, tức là 100 ông thần, 100 vị tiên, người ta liệt kê, người ta kể câu chuyện thôi, chứ người ta cũng để cho mình hiểu thêm. Thì mục đích tôi lấy cái này là để tôi xem là khi ví dụ có họ có dẫn chứng thêm những cái sắc phong gì cụ thể hay không. Đấy, ví dụ là Tây Vương Mẫu này này thì họ có thêm cái dẫn chứng gì không, vì một số những cái tài liệu ở Việt Nam thì lại còn ghi là Tây Vương Mẫu là vợ của Ngọc Hoàng, nên là nó không chính xác. Thời đại của Tây Vương Mẫu là trước Ngọc Hoàng rất là nhiều, gần như dạng là bà cô ấy, các bạn hình dung như thế. Mục đích là tôi đây, đúng là họ đúng là liệt kê 100 luôn thật. Đây là vị tiên, đúng là 100 vị tiên, tức là ở đây thì họ cũng không ấy, tức là đây có cả Bồ Tát luôn, cũng thành tiên luôn, tức là không, họ không quy chuẩn, tức là chỉ liệt kê thôi, tức là liệt kê, nhưng mà thôi cũng tốt để chúng ta có cái dẫn chứng. Ok, về cơ bản như vậy, tôi sẽ cố năm nay cho các bạn một cuốn văn khấn thực sự chuẩn, nhưng mà sẽ mất thời gian để tôi đi đăng ký bản quyền. Tôi làm xong cho các bạn, tôi phải đăng ký bản quyền đã, không rất nhiều người lấy của tôi thì bảo của họ thì nguy hiểm lắm. Mình làm rất mất công, mất công mất sức, xong người khác vậy đi hớt tay chân của mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và hẹn gặp lại trong clip tiếp theo. Còn bây giờ tôi mang những cái này lên nhà để tối tôi ngồi tôi xem.